Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tuyết Mai rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin chiều nay. Bản tin của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, website hungyentv.vn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng qua tại xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ diễn ra lễ phát động trồng hàng cây nhân dân năm 2023. Dự buổi lễ có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh của chính phủ và kế hoạch trồng cây nhân dân của Ủy ban Nhân dân tỉnh năm 2023, hệ thống mặt trận các cấp trên địa bàn huyện Yên Mỹ phấn đấu trồng trên 2.800 cây xanh, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và hành động của người dân cho công tác bảo vệ môi trường. Sau lễ phát động, các đại biểu trồng hàng cây nhân dân tại thôn Thái Nội với chiều dài 1,2 km, gồm 111 cây Osaka hoa vàng trị giá trên 90 triệu đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn Hammerden tài trợ. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên trao tặng 5 suất quà cho hộ nghèo, gia đình khó khăn tại xã Việt Cường, mỗi suất quà trị giá 1,2 triệu đồng. Thực hiện phong trào trồng cây nhân dân và tuổi trẻ xung kích bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đoàn thanh niên thị xã Mỹ Hào vừa phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Lila Aqua Việt Nam và tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 3 tổ chức trồng cắm biển hàng cây thanh niên tại tuyến đường Trần Thị Khang, xã Xuân Dục, dài gần 1 km với 50 cây sa la, có đường kính gốc trên 10 cm, cao gần 3 m. Toàn bộ kinh phí cây giống trên 50 triệu đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn Lila Aqua Việt Nam tài trợ. Trước đó, đoàn thanh niên xã Ngọc Lâm huy động nguồn hỗ trợ từ các doanh nghiệp để trồng tuyến đường cây dài gần 1 km với trên 250 cây vú sữa, bằng lăng và ngọc lan trị giá trên 100 triệu đồng. Sáng nay tại thành phố Hưng Yên, công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Sơn Visico có trụ sở tại xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên tổ chức hội nghị khách hàng toàn quốc năm 2023. Vinh dự nhà phân phối xuất sắc năm 2022 và trao thưởng chương trình khuyến mãi Hái Lộc Đầu Xuân. Sau 15 năm hình thành và phát triển, sản phẩm của công ty đã tạo được vị thế vững chắc trên thị trường sơn và chống thấm cao cấp với 3 thương hiệu Visico, Azico và Zenco. Với phương châm hợp tác bền vững, tăng tốc phát triển, những năm qua, công ty Sơn Visico đã không ngừng nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, dịch vụ chăm sóc khách hàng, qua đó ngày càng củng cố và mở rộng hệ thống trên toàn quốc với 250 nhà phân phối, doanh số năm 2022 đạt 80 tỷ đồng. Công ty đã tri ân các đại lý, nhà phân phối, đối tác luôn đồng hành cùng sự phát triển lớn mạnh và vững chắc cùng công ty. Tại sự kiện này, công ty tặng xe ô tô cho nhà phân phối Dũng Linh, tỉnh Yên Bái do có thành tích xuất sắc nhất trong năm 2022, trao thưởng chương trình khuyến mãi Hái Lộc Đầu Xuân cho 28 nhà phân phối và vinh danh các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022. Hiện nay trên địa bàn huyện Văn Giang, tình trạng thiếu giáo viên đang xảy ra ở cả 3 bậc học. Tình trạng này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động dạy và học của nhiều trường. Thực tế hiện nay, học sinh các bậc học ở Văn Giang đều tăng hàng năm nhưng giáo viên không được tăng theo số lượng học sinh. Toàn huyện hiện có 11 trường mầm non công lập với tổng số 264 nhóm lớp. Tổng số giáo viên được giao 458 người, còn thiếu 83 giáo viên. Ở bậc tiểu học, được giao 421 giáo viên, còn thiếu 58 giáo viên. Ở bậc trung học cơ sở, tổng số được giao là 348 giáo viên, còn thiếu 39 giáo viên. 3 cấp học toàn huyện còn thiếu trên 180 giáo viên. Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện còn xảy ra tình trạng giáo viên bỏ việc, nghỉ việc. Công việc của giáo viên hiện nay là khá vất vả, áp lực, nhưng chế độ lương, phụ cấp lại thấp, nhất là với giáo viên mầm non nên nhiều người bỏ việc, xin nghỉ hưu trước tuổi. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết tính từ tháng 9 năm 2022 đến hết tháng 1 năm 2023, có khoảng 1.300 doanh nghiệp tại 50 tỉnh, thành phố gặp khó khăn, bị cắt giảm đơn hàng nên phải giảm giờ làm của trên 546.000 người lao động. Trong đó, giảm giờ làm, đang ngừng việc có hưởng lương là 491.000 người, chiếm gần 90% tổng số người bị ảnh hưởng.
tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc, không hưởng lương từ 7.000 người, chiếm 1,28%, chấm dứt hợp đồng lao động với trên 48.000 người, chiếm 9% tổng số người bị ảnh hưởng. Số lao động bị ảnh hưởng phần lớn ở các doanh nghiệp FDI chiếm 75%, tập trung trong 3 ngành dệt may, da giày, chế biến gỗ, chiếm 77% tổng số lao động bị ảnh hưởng, chủ yếu ở các tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang, chiếm 70% tổng số người lao động bị ảnh hưởng của toàn quốc. Một đám cháy lớn vừa bất ngờ xảy ra tại dãy nhà xưởng thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình văn hóa Thăng Long ở cụm công nghiệp Thanh Oai, Hà Nội. Khu vực dãy nhà xưởng xảy ra cháy cao một tầng, kết cấu chính khung thép mái tôn nằm trong khuôn viên công ty. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin ban đầu, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội điều động 6 xe chữa cháy của Công an huyện Thanh Oai và đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 cùng hơn 30 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Sau đó tiếp tục điều động thêm 2 xe chữa cháy của Công an quận Hà Đông cùng hơn 10 cán bộ chiến sĩ đến chi viện. Sau khoảng 1 tiếng, đám cháy đã cơ bản được khống chế, không cháy lan sang các khu vực nhà xưởng bên cạnh. Theo thống kê ban đầu, tổng diện tích nhà xưởng bị cháy khoảng gần 1.500 m². Đám cháy không gây thiệt hại về người. Huấn luyện viên Philip Chowser đến sân bay Nội Bài sáng nay ngày 26 tháng 2 sau chuyến bay dài hơn 10 tiếng từ Pháp để chuẩn bị ký hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Sau khi xuống sân bay, huấn luyện viên Chowser phát biểu: "Tôi hạnh phúc khi trở lại Việt Nam, đất nước tôi yêu. Tôi tự hào và vinh dự khi được dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chúng tôi có rất nhiều nhiệm vụ trong tương lai và tôi đã sẵn sàng. Tôi cảm thấy tràn đầy động lực khi tiếp quản đội tuyển Việt Nam." Huấn luyện viên Chowser sinh năm 1955 tại Paris, Pháp. Ông được mệnh danh là bác sĩ phù thủy trắng khi đạt nhiều thành công tại châu Phi. Đỉnh cao của huấn luyện viên Chowser là khi gắn bó với Nhật Bản, giành Asian Cup 2000 và lọt vòng 1/8 World Cup 2002. Tiền đạo Huỳnh Như trở thành cầu thủ giành nhiều quả bóng vàng Việt Nam nhất lịch sử sau khi nhận giải lần thứ 5 vào tối qua. Trước đó, Huỳnh Như đã 4 lần nhận quả bóng vàng, ngang bằng đàn chị Kim Chi ở hạng mục cho nữ và Thành Lương ở hạng mục cho nam. Tiền đạo sinh năm 1991 lần lượt nhận giải vào các năm 2016, 2019, 2020, 2021 và 2022. Trong năm 2022, Huỳnh Như giúp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh lập cú đúp danh hiệu ở giải nữ vô địch quốc gia và cúp quốc gia. Cô cũng là đội trưởng nữ Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 31 rồi vé dự World Cup nữ 2023 lần đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, dấu ấn đậm nét nhất là việc cô gái quê Trà Vinh chuyển tới Bồ Đào Nha thi đấu cho Lanh FC từ tháng 8 năm 2022 và ngay lập tức tạo ra nhiều dấu ấn. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa bày tỏ lo ngại về cúm gia cầm H5N1 sau khi cha của bé gái Campuchia 11 tuổi chết vì căn bệnh này cũng cho kết quả dương tính, làm dấy lên lo ngại về khả năng lây truyền từ người sang người. Tại Campuchia, bé gái bị ốm ngày 16 tháng 2 với các triệu chứng sốt, ho và đau họng. Bé gái tử vong ngày 22 tháng 2 do virus cúm gia cầm H5N1. Giới chức Campuchia sau đó đã lấy mẫu từ 12 người tiếp xúc với bé gái. Tới ngày 24 tháng 2, Campuchia thông báo người cha 49 tuổi của bé gái 11 tuổi được xác định dương tính với virus. Đáng chú ý, người đàn ông này không có triệu chứng nhiễm virus. WHO đã liên hệ chặt chẽ với giới chức Campuchia về tình hình, bao gồm cả kết quả xét nghiệm của những người khác đã tiếp xúc với bé gái. Các nhà điều tra ở Campuchia đang làm việc để xác định xem bé gái và người cha có tiếp xúc với những con chim bị nhiễm bệnh hay không. Giới chức cũng đang chờ kết quả xét nghiệm từ một số con chim hoang dã đã chết, được tìm thấy gần ngôi làng hẻo lánh, nơi cô gái qua đời. Các nghệ sĩ Iraq mới đây đã tổ chức một cuộc triển lãm nghệ thuật đặc biệt thể hiện sự đồng cảm trước những nỗi đau mất mát mà người dân hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Syria phải gánh chịu sau thảm họa động đất cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người và phá hủy hàng trăm ngàn ngôi nhà hôm 6 tháng 2 vừa qua. Những tòa nhà đổ nát, những đứa trẻ còn trong vòng tay bảo vệ của cha mẹ, hay các nạn nhân còn kẹt dưới đống đổ nát. Đó là những hình ảnh gây xúc động trên các phương tiện truyền thông trong những ngày qua. Nhằm chia sẻ sự mất mát của các nạn nhân, các nghệ sĩ ở Sở Mỹ thuật Al-Ghader ở thành phố Basra của Iraq đã dành ra những ngày cuối tuần vừa qua để vẽ lại cảnh tượng kinh hoàng sau động đất 7,8 độ Richter tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Khách tham quan có thể theo dõi trực tiếp quá trình sáng tác của họ trên phố văn hóa Al-Fahidi của thành phố Basra.
Một công ty công nghệ tại Nhật Bản vừa ra mắt khinh khí cầu không gian giúp du khách có được trải nghiệm ngắm nhìn vũ trụ. Dự án này phát triển một khinh khí cầu dạng cabin có khả năng bay ở độ cao 25.000m, khoảng cách mà người bên trong có thể nhìn thấy đường cong của trái đất. Khinh khí cầu có thể chở theo một phi công, một hành khách, khởi hành từ trạm khinh khí cầu, bay lên độ cao 25.000m trong khoảng 2 giờ, ở trên tầng bình lưu 1 giờ trước khi hạ cánh trong 1 giờ tiếp theo. Công ty cho biết, cabin bằng nhựa có đường kính khoảng 1,5m và các vách trong suốt, giúp hành khách có thể quan sát không gian bên trên hoặc bên dưới trái đất. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18h30 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.